Những triệu chứng cổ điển của viêm tuyến giáp là liên tục mệt mỏi, không chịu được lạnh, mất cảm giác ăn ngon miệng, tăng cân, mạch chậm, tuyến giáp mở rộng, trầm cảm, da khô, móng tay giòn, rụng tóc, táo bón, đau khớp, rối loạn kinh nguyệt, cholesterol cao, hội chứng ấm cổ tay. Các triệu chứng phổ biến hơn ở người lớn tuổi là cholesterol cao, táo bón hoặc tiêu chảy, đau khớp hoặc đau cơ bắp, trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần, mất cân bằng khi đi bộ. Các triệu chứng cường giáp có khuynh hướng từ từ và cũng có thể khác nhau ở mỗi người. Nó không phải luôn luôn rõ ràng rằng các triệu chứng như khát nước quá mức là một dấu hiệu của căn bệnh. Để phòng bệnh này, tốt nhất bổ sung iốt là chất rất cần thiết cho sức khỏe của tuyến giáp và sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, cơ thể không tự tổng hợp được iốt mà chỉ hấp thu qua đường thức ăn. Không có đủ iốt, cơ thể sẽ có nguy cơ mắc các rối loạn tự miễn, trong đó có suy giảm chức năng tuyến giáp. Vì vậy, việc bổ sung iốt hợp lý đối với người lớn từ 100 đến 150 microgram qua đường thức ăn, kể cả dùng muối iốt cũng phải thế, vì nó là chất có vai trò quan trọng trong điều trị hầu hết các rối loạn ở tuyến giáp, bao gồm nhược giáp, cường giáp, biếu giáp và ung thư tuyến giáp. Đồng thời, bệnh nhân tránh những căng thẳng về tinh thần và nên kiểm tra sức khỏe định kỳ theo dõi bệnh. Hơn 7 năm ra đời, An Can tự hào là kênh tư vấn giải pháp cho hơn 10.000 bệnh nhân u biếu. Liên hệ ngay hotline 0899 181 998 để được tư vấn 24/7 bởi các chuyên gia u biếu hàng đầu Việt Nam. Truy cập website ancan.com.vn để biết thêm chi tiết. An Can, xua tan nỗi lo u biếu.